Trung tâm Thương mại Thế giới mới là một trong những tòa nhà văn phòng khổng lồ đang được xây dựng tại địa điểm trước đây là tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, đã bị các phần tử khủng bố Al-Qaeda đâm máy bay phá hoại vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Bầu trời trong buổi lắp đặt chóp bạc cho Trung tâm Thương mại Thế giới mới rất trong xanh, gợi cho nhiều người tưởng nhớ về vụ khủng bố 12 năm trước. Cũng trong buổi lắp đặt, quốc kỳ Mỹ được kéo lên đỉnh của tòa nhà trước sự chứng kiến đông đảo của công nhân và người dân thành phố New York. Đỉnh chóp của Trung tâm Thương mại Thế giới mới cao 124 mét và nặng 758 tấn, có một cột anten dành cho trạm phát sóng ở tòa nhà. Sau công đoạn cuối cùng vừa được hoàn tất, Trung tâm Thương mại Thế giới mới đã đạt tới độ cao 541 mét, tương đương 1.776 feet, con số gợi nhớ đến năm nước Mỹ tuyên bố độc lập 1776. Với chiều cao này, Trung tâm Thương mại Thế giới mới hiện là tòa nhà cao nhất ở Mỹ và là tòa nhà cao thứ 3 trên thế giới. Mặc dù các công đoạn cuối cùng đang dần được hoàn tất, nhưng dự kiến khách du lịch sẽ phải đợi tới năm 2015 để được thưởng ngoạn công trình nổi bật ở địa điểm lịch sử này.